Xin chào các bạn, ngày hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi giải bài tập số 2 trong sách giáo khoa trang 132 Bài tập 2 trong sách giáo khoa trang 132 yêu cầu chúng ta đó là Hãy lập phương trình hóa học của những phản ứng có sơ đồ sau đây A. Na2O cộng H2O tạo ra NaOH K2O cộng H2O tạo ra KOH B. SO2 cộng H2O tạo H2SO3 SO3 cộng H2O tạo ra H2SO4, N2O5 cộng H2O tạo ra HNO3. C. NaOH cộng HCl tạo ra NaCl cộng H2O. AlOH tất cả 3 lần cộng H2SO4 tạo ra Al2SO4 tất cả 3 lần cộng H2O. Đây chỉ ra chất sản phẩm ở A, B và C thuộc loại hợp chất nào? Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về loại hợp chất của các sản phẩm ở A và B? E gọi tên các chất sản phẩm Vậy thì đầu tiên để làm được bước lập phương trình hóa học của những phản ứng có sơ đồ sau đây thì các bạn quan sát cho cô các phản ứng ở A, B và C thì chúng ta thấy đều là ở đây có những cái phản ứng là chưa được cân bằng do vậy nên chưa thể trở thành phương trình hóa học do vậy nên việc làm của chúng ta đó chính là phải cân bằng hóa học những cái phương trình này Thì bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đi cân bằng hóa học những phương trình này nhé Đối với phần A Na2O cộng H2O tạo ra NaOH. Quan sát cho cô ở bên nguyên liệu của phản ứng này đó là có 2 Na và bên sản phẩm có 1 Na, do vậy nên chúng ta phải thêm 2 vào NaOH. Từ thêm 2 vào NaOH thì sẽ có bên này có 2 oxi, nguyên liệu cũng có 2 oxi hydro là 2, bên này cũng có 2, như vậy là phương trình đã được cân bằng. Đối với phương trình thứ hai đó là K2O cộng với H2O để tạo ra KOH. Thì cũng tương tự như phương trình trên này, chúng ta cũng thấy bên này có 2 kali, bên này có 1 kali, vậy nên chúng ta sẽ cân bằng 2 vào KOH. Như vậy là phương trình đã được cân bằng. Đối với phần B là SO2 cộng H2O để tạo ra H2SO3. Thì ở phương trình này chúng ta để ý là ở bên này có 1S, bên này cũng có 1S. Ở đây có 3 oxy, bên này cũng đã có 3 oxy, 2 hydro, 2 hydro. Như vậy là phương trình này đã được cân bằng rồi, chúng ta không cần phải cân bằng nữa. Và đối với phương trình tiếp theo, đó là SO3 cộng với H2O để tạo ra H2SO4 thì cũng tương tự như phương trình trên chúng ta thấy ở đây đã có 4 oxy, 1 lưu huỳnh và 2 hydro. Như vậy là chúng ta sẽ không cần phải cân bằng phương trình này nữa. Phương trình tiếp theo đó là N2O5 cộng với H2O để tạo ra HNO3 thì chúng ta thấy đó là ở bên nguyên liệu có 2 nitơ bên này có 1 nitơ do vậy chúng ta phải thêm 2 vào HNO3 và nhìn số hydro này bên này có 2 bên này cũng có 2 oxy là 6 bên này cũng là 6 như vậy là phương trình cũng đã được cân bằng đối với phần C NaOH cộng HCl cộng HCl tạo ra NaCl cộng H2O và phương trình này cũng đã được cân bằng rồi chúng ta không cần phải cân bằng nữa hai hydro rồi hai hydro một oxy 1 cl 1 na với phương trình tiếp theo đó là aloh tất cả 3 lần cộng h2so4 để tạo ra al 2 so4 tất cả 3 lần cộng với h2o và để ý cho cô, ở bên sản phẩm chúng ta có 2 AL, bên này có 1, vậy nên chúng ta sẽ phải thêm 2 vào ALOH tất cả 3 lần. Ở bên này chúng ta có 3 gốc SO4, bên này có 1, chúng ta sẽ phải thêm 3 vào H2SO4. Và sau khi thêm 3 vào H2SO4 thì chúng ta cân bằng đến đến số hydro này. Ở bên này chúng ta thấy đó là chúng ta có 6 hydro với 6 hydro là có 12 hydro nhưng bên này chúng ta chỉ có 2 hydro do vậy nên chúng ta sẽ phải thêm 6 vào H2O để cân bằng vừa đủ với 12 hydro như vậy là phương trình của chúng ta đã được cân bằng Đối với phần D, người ta yêu cầu chúng ta đó là chỉ ra chất sản phẩm ở A, B và C thuộc loại hợp chất nào Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về loại hợp chất của các chất sản phẩm ở A và B Thì để làm được phần này đầu tiên các bạn phải nhìn vào phương trình cho cô Nhìn vào phương trình cho cô thì các bạn có thể nhận xét cho cô được Đó là ở phần A các cái chất sản chất nguyên liệu Nguyên liệu tham gia ở đây đó là Na2O và K2O Và ở đây chúng ta có Na2O đó là hợp chất của kim loại và oxy Và K2O cũng là hợp chất của kim loại với oxy và kim loại với oxy thì sẽ tạo nên oxit bazơ. Do vậy nên oxit bazơ khi mà tác dụng với nước sẽ tạo ra được các bazơ. Nếu như các bạn không nhớ được kiến thức phần này thì các bạn có thể tham khảo phần oxit ở sách giáo khoa trang 89. Người ta đã nói rõ cho chúng ta định nghĩa về oxit axit và oxit bazơ. Đây, với bài oxit 26 người ta đã định nghĩa cho chúng ta các oxit axit như sau. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit và oxit bazơ. Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ. Vậy đó là khái niệm về oxit axit và oxit bazơ. Nếu như bạn nào không nhớ thì có thể mở sách giáo khoa trang 89 và tham khảo lại giúp cô. Rồi, và chúng ta thấy đến phần B như cô vừa đọc cho các bạn định nghĩa về oxit axit thì chúng ta thấy tất cả phần B như SO2, SO3 hay N2O5 thì đều là hợp chất của phi kim và oxy. Do vậy nên tất cả các chất này đều là oxit axit và oxit axit khi mà tác dụng với nước thì sẽ tạo ra được axit. Và đến phần C chúng ta để ý giúp cô này, Phần C đó là công thức NaOH và HCl và AlOH tất cả 3 lần tác dụng với H2SO4 thì chúng ta thấy là ở đây không còn là oxit nữa mà NaOH và AlOH đó là các bazơ, HCl và H2SO4 chính là các axit. Vậy thì bazơ khi tác dụng với axit sẽ tạo ra được muối. Nếu như bạn nào không nhớ kiến thức thì có thể mở lại cho cô bài bazơ, axit và muối để tham khảo lại phần này nhé vậy thì chúng ta có thể chỉ ra đó là ở phần a sản phẩm tạo ra đó là các bazơ ở phần b sản phẩm tạo ra đó là các axit và ở phần c sản phẩm tạo ra đó là muối cô và các bạn sẽ cùng nhau đi trả lời phần d nhé ý thứ nhất đó là phần a phần a sản phẩm tạo ra là tạo ra gồm sản phẩm tạo ra của phần a gồm NaOH và KOH là các ba giờ rồi và đến phần b chúng ta thấy ở phần b sản phẩm tạo ra đó là các axit như cô đã giải thích ở trên phần b sản phẩm tạo ra gồm thứ nhất đó là H2SO3 H2SO4 HNO3 là các axit phần C sản phẩm tạo ra là NaCl Al2SO4 tất cả 3 lần làm muối Vậy thì nếu các bạn thắc mắc là tại sao cô lại biết được đây là muối thì sẽ mở lại cho cô cấu tạo của muối ở bài axit bazơ và muối nhé Ở đây người ta có kết luận về muối đó là phân tử muối gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit do vậy nên chúng ta kết luận được sản phẩm của phần c đó là sản phẩm đó là muối ý thứ hai của phần d người ta hỏi đó là nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về loại hợp chất của sản phẩm ở a và b là gì vậy thì chúng ta thấy như cô phân tích rồi đó là nguyên liệu ở phần a đó là các oxit bazơ tiến kệ à, tác dụng với lại nước và ở phần b đó là các oxit axit tác dụng với nước và chúng ta sẽ trả lời cho ý thứ hai của phần B Đó là sự khác nhau giữa A và B Sự khác nhau giữa A và B Là do oxit kim loại như Na2O K2O Tác dụng với nước Tác dụng với nước Tạo thành Ba giờ Và oxit của phi kim và oxit của phi kim ở đây ví dụ như là SO2, SO3, N2O5 tác dụng với nước tạo thành axit rồi như vậy là cô và các bạn đã hoàn thành xong phần D. Và đối với phần E, người ta yêu cầu chúng ta đó là gọi tên các sản phẩm. Vậy thì để gọi tên các sản phẩm này thì chúng ta đã biết rồi, phần A đó là các bazơ, phần B là các axit và phần C đó là muối. Thì chúng ta sẽ nhớ lại cho cô cách gọi tên của axit, bazơ và muối. Thì để nhớ lại cách gọi tên, các bạn mở lại cho cô sách giáo khoa trang 126 bài axit, bazơ và muối. Đối với lại axit thì cách gọi tên thứ nhất đối với lại axit không có oxy thì tên axit sẽ bằng axit cộng tên phi kim cộng hydric và với axit có oxy và axit có nhiều nguyên tử oxy tên axit sẽ bằng axit cộng tên của phi kim cộng đuôi x và với axit có ít nguyên tử oxy thì tên axit sẽ bằng axit cộng tên phi kim cộng với đuôi ơ và đối với phần ba giờ thì cách gọi tên của ba giờ thì sẽ được gọi tên đó là tên ba giờ sẽ bằng tên của kim loại kèm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị cộng với hydroxit và cách gọi tên của muối đó là muối được gọi tên theo trình tự sau đó là tên muối sẽ bằng tên kim loại kèm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị cộng tên gốc axit vậy là chúng ta đã nhớ lại cho cô cách gọi tên của axit bazơ và muối vậy bây giờ chúng ta sẽ gọi tên các sản phẩm nhé đầu tiên sản phẩm ở phần a đó là naoh naoh và koh thì đây đều là bazơ và cách gọi tên của bazơ thì cô vừa với các bạn, vừa cùng nhau xem lại rồi thì naoh sẽ được gọi là natri hydroxit sẽ là kali hydroxit. Rồi, với sản phẩm thứ hai ở phần B đó là H2SO3, H2SO4 và HNO3. Thì chúng ta H2SO3 chúng ta sẽ gọi là axit sulfur. H2SO4 sẽ là axit sulfuric. HNO3 sẽ là axit nitric. Với phần C có các sản phẩm là NaCl và Al2SO4 tất cả 3 lần thì chúng ta sẽ có NaCl sẽ được gọi đó là natri clorua với tên kim loại và tên gốc axit. Al2SO4 tất cả 3 lần thì sẽ được gọi là nhôm sunfat. Rồi vậy là cô và các bạn vừa cùng nhau đi giải bài tập số 2 trong sách giáo khoa trang 132. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài tập lần sau.